Tiếp theo sau đây cũng là một thông tin về tình hình sạt lở, thưa quý vị. Ngày 3 tháng 8, Ủy ban Nhân dân huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông cho biết đã có báo cáo gửi ngành chức năng về sự việc nứt gãy sạt lở đất trên địa bàn huyện sau 2 tiếng nổ lớn. Theo đó, khoảng 23 giờ ngày 31 tháng 7 và 1 giờ ngày 1 tháng 8, trên địa bàn xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức xảy ra 2 tiếng nổ lớn bất thường. Đến sáng ngày 1 tháng 8, người dân tá hỏa phát hiện nhiều vết nứt gãy trên mặt đất với chiều dài khoảng hơn 200 mét. Sau khi nhận được thông tin, Ủy ban Nhân dân Tuy Đức đã chỉ đạo di dời 17 hộ dân với 53 nhân khẩu trong vùng bị ảnh hưởng đến nơi an toàn. Đồng thời, Ủy ban Nhân dân huyện Tuy Đức đã đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường và các ngành chức năng liên quan khảo sát hiện tượng nứt gãy tại xã Quảng Trực, có khuyến cáo để kịp thời ổn định đời sống nhân dân.